cần. Cần hết đủ hết cái bài. Lưu hai cái clip. Làm thêm là dẻo, là mềm lại, chứ đừng có gì cứng, là cái chai buông thả hết, mình sẽ gọn gì đó. Vị thái cực là mềm. Nó mềm, mềm. Uống méo nó mềm, là nó bốn lần rồi, nó bốn khai bạc. Sô vừa lúa là cái nó nằm vậy, cái lưng phải thẳng, cái lưng nó không tròn đó vậy nè, cái này để ở đây nè. Không sự do bước ra cảnh thức mộng dũ nữa, làm thiệt là dẻo, đừng làm cứng thẳng mềm hết á, cuối sáng xuống làm trong, tức là lúc đầu tập cái đầu làm cơ thể mềm dẻo hết, không có gồng như là trên thể thao. Múa nó gọi là múa, múa cho nó múa, múa là không có gồng. Nhưng con gái nó không có gồng. Con gái nó thả lỏng hết, mình động con gái. Mình tưởng tượng mình như thằng này cái vậy, tập là xong. Bài này phải tập hoài để thành để tạo cái cơ thể mình nó dẻo, nó mềm, không gồng cứng như mình tập thể thao nữa. Mình tập thể thao gồng cứng thì khi mình ngưng gồng cứng nó động mở, nó nguyên tắc của thể thao nó dở. Mà tập hoài thì cả đời mình đâu có thể tập được, lo làm ăn tập thể thao đi tập tạ hoài cũng được. Mình cả ngày vui cho tập tạ, còn nếu mình tập như cái thể kiểu thể dục ở nhà quơ quơ cái trái, còn đi từ đây tới chỗ tập chỗ về mất thời gian, còn được quay trở lại. Đó, cái chỗ nào mà đứng lên ngồi xuống mà đứng sát xuống mà đứng lên ngồi xuống mà không có một nào mở cái tay, nếu mà đứng lên ngồi xuống một thì mở còn mà mở còn chỗ đó chỗ xuống nào nó chỗ này đứng dậy nó ngột một cái đó mà không có ngột, đứng lên ngồi xuống dễ dàng mà mở tay hết, cái đó là mở ở xíu vùng bụng dưới. Còn cái mở kia mở vùng tay, vùng tay là cái thức tay cũng đỡ, cái thái cực chữa cái vùng mở của chân. Duy trì cái hoạt cái tay luôn, mỗi tuần mình kiểm tra cái tay thôi. Cái thức tay mình lặp lại năm thức cho coi có sao thì về mình tập teo vậy. Vừa trước mày tập tẩy tủy chưa? Có tập được mười bài đầu á thầy, 15 bài đầu á thầy chứ kinh có 15 thức à, 15 thức đầu á. Hôm nay trong các hội trợ thiết bị cho hết mình phải tập hai nữa, bài đó cũng có một hỗ trợ của nó lại. Chắc phải ôm lại á thầy. Phần một tiêu hết rồi. Phần một. Không có phần một rồi. Mỗi phần một. Phần một nó muốn hỗ trợ cho ông chữa. Tại cái xong đâu chữa cái tập ôm cái bài chạy tỷ một thì chỉ là con. Không nói cái chạy tỷ rồi chạy tỷ một. Bài đó nó làm cũng tăng tăng mỡ máu và nó tăng tủy luôn. Mạnh thận. Thận nó mạnh thì cũng mạnh nhiều thứ lắm. Nó tăng tốc độ máu lên, cái tăng tập tủy cho tăng tốc độ máu này, ra có tiến chỉ cái phần đó để tăng tốc độ máu, cho máu nó chạy nhanh mà không phải là tăng huyết áp.
hồi trước mà đứng lên nó luôn lòng bằng cộng cho nó êm rồi đó, nó êm vậy chứ mà nó chịu được rồi đó. Khi mà đứng lên mà nó vững được là cái luồng máu trong nó đang tăng lên, còn đứng lên mà nó mất cân bằng nó làm luồng máu trong, máu bên trong nó bị loạn, máu bên trong mà nó chảy tốt là đứng nó vững đó, nó không có rung rung chân hay là mất cân bằng hay là cái chân nó lật rớt lên nó xuống hay đúng là cái nhẹ gì là nó được rồi đó. Nhìn biết lên á, cái động tác biết mà. Nó mềm hơn. Nó mềm hơn trước mày vô thì cái cứng ngắc à. Cái nó làm nó muốn té. Còn giờ thấy nhẹ hèo. Thấy không? Nó thấy nhẹ rồi đó. Hồi trước làm được, lúc vô cái bàn chân lên cũng được. Vô lên là mất thăng bằng liền. Còn là vô thoải mái, nhẹ nhàng. Hồi trước thì vô lên nó lúng lùi luôn. Đó. Cái bài kia thì ôm lại cái bài đầy tỉ. Ừ, chỉ được sau chết mẹ 30 là chết rồi. 30 tay chỉ được là 30 Tết. 29 Tết là thứ 7. Tết là Tết ngay tháng 1 đó nha. Mùng 1 tháng 2 Tết. Đó, đó là dễ hơn nữa thấy không? Dễ hiểu cái tờ rờ đâu cứng nhắc đó. Nó mềm một chút chờ rồi bấm cứng ngắc rồi như mình cúi xuống mình gồng vậy đó, nhẹ những cái này mà tôi nói lên đây là hết hẳn luôn, nó đứng được vậy mà không thấy mệt vậy mà không có đau đớn vậy là ngon, nó mềm kéo được cỡ đó mà kéo không bị ép, nó tự nhiên tao phải sửa, mình kéo xuống mà tao không thấy sửa gì hết là hết rồi, còn tao tập thì tao phải kéo lên nữa, nó phải kéo lên nữa thì cái chung nó dậy như thế vậy đó. Dạ, nó không có một, nó không tự động nó lên vậy chứ không phải ép cuối nó lên được liền là hết thẳng luôn, mở máu trở về không hết tất cả, trong đó mình tập lại cái chữ biết chữa số 1 cái tủy nó trong đó, cái chỗ đó cái tay duỗi cái cuộc chụp cái tay ra thẳng lên trước, duỗi cái tay chọn thẳng lên trước này rồi tính sao đó mình duỗi được vậy cái đã, xong rồi kéo trước rồi ép vô trong, rồi kéo trước rồi ép vô trong nhà đó hai mặt thẳng rồi thẳng mặt duỗi của chỗ trước kéo từ từ ra trước xong ép vô, nhưng giờ nó mềm mại mà không có ngọt lâu hết rồi. Đi khám rồi 100% hết thẳng 100%, cái ba đứa nó chữa hết, một đứa con gái, một ông bốn mấy tuổi, không có làm đó thì nó căng cái mùi trên trong không? Tự nhiên nó hết cảm giác mà có cái áo nóng nhẹ hay gì á, mà nó không á, nóng người nó tàn máu hết, trong đó phải làm nóng người á, nóng nó nương cùng cái máu nó làm tan hết, cái động tác này thầy mấy người bỏ bụng nó bị sạt xuống liền, động tác này thì nó lại là trước thầy lấy cái bụng mình nó bung phù luôn luôn tan nữa đó, là cái nó tác động lên cái bụng máu mình. Nếu cái bài này nè, à điểm nào cũng nhìn à cũng đang một bụng không đang một bụng cái đó bên thể tổ chức thao nó tập cái búng lên búng xuống nhảy hất người lên nó thả xuống hất người lên nó thả xuống cái này cũng đang một bụng mà đó mà tập của mình là trước hơn khỏi cái chống mệt cái mình chỉ làm cái này thì nó nhỏ mà phải không mà nó dễ dàng dễ tập hơn, còn tập kiểu kia là con nó gái chống con gái nó cũng thích tập kiểu kia đó, tập kiểu mình nhà con gái nó cũng tập được, cái con trâu gái nó chị nó tập được, còn biểu nó thích đất nó thổi mà nó cái nào thích đất mà nào còn gì đó thích đất là con gái không thích thích đất đâu, này thì nó không đỡ mệt hơn mà tập hồi tan hết nhỏ con gái nó cũng về hết, tập cái kiểu này thấy cái bụng nó cứ chạy nó đung cái bụng tác động cái bụng mình rồi nó tan vỡ hết, thì giờ hai tháng giữa bụng sạch luôn, bữa bụng quá trời giờ nó nói sao mày mất bụng rồi, mất bụng gì sướng hai tháng vừa thằng được bữa bụng chồng do hôm nay mất bụng luôn, có mất bụng sướng nhá, để nó càng ngày càng bụng như thằng nó đi ra đường khoe cái bụng, nó bụng nó bụng bệnh nhờ giảm nó không có bị mỡ mỡ máu giảm nó bụng nó đừng mỡ máu khỏi mỡ máu, bữa bụng mất chồng do hay thẳng phòng nó ngon cơ, nó là đó bụng không bữa là tròn tròn xuống thẳng luôn, đừng có ham tròn đâu, gọi là đàn ông có bầu đừng có thích cái bụng, ơi bụng bự là có mỡ á, mỡ chứ bụng bự là mỡ không chứ là gì đâu, mỡ chưa chắc mỡ chứa phân
toàn đẩy rồi lần nữa đẩy phân luôn đấu lại rồi năm kia hút mở bụng đẩy bụng rồi mở hút kiếm ký không thành hút bệnh chết luôn rồi hút không nguy hiểm chết người á bữa nó nào sao nó chết con thằng đó năm á kia đó cái đó không hút được đâu nguy hiểm lắm mở cũng mình tự nhiên mấy bà hút mở bị chết đó trời chết đó mà táo nó không chút đăng chạy cái tuổi nó cũng chung chi sao để nó bớt không nó đồn đồn quá không ai đi làm hút mở ghê đó ghé tập thể dục không tập thôi mà hút nữa nó mọc ra lại còn nhiều hơn á không phải tưởng là hết đâu rồi mấy tháng sau mọc lại đi hút nữa hút hoài có ngày chết luôn ống kia nó cũng bị nó cũng bự lại rồi nên nó phân cho biết vì tập luyện nó là hết diễn diễn hôm nào lại thấy tin nè hồi mẹ mày qua coi coi gì kể cũng qua lại cho tao coi cái khúc nào tao sửa lại đâu qua cho thôi thì chỉ lại cho nè đứng nè nè cái chân đứng vậy tay này đưa lên khi mới đầu vô là nào phải phật nghe không rồi để tay xuống vậy đó đó là chuẩn bị của nó đó rồi bắt đầu tập rồi này xe ra giơ tay lên nên ta tập nửa bài thôi không buông ra định vô nhổ người hơi như chuyển chân lại đứng với khoảng 6 giây xong chụp tay xuống nha dí xuống ở giữa chân lọt lên phía trước này kéo đi vô đó là mới chuẩn bị rồi đó mình tập thứ nhất nè để hai tay mình lại đưa từ từ ra mà năm ngón tay ngước vô trong nhọn đổ hơi chuyển chân đổ người trước tiếp sau dài một sau sau thả lòng xuống để hai tay vô ngực đưa hai chỏ ra 1, 2, 3, 4 để hai tay xô hai đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6 thả gọn xuống đưa hai tay lên đầu 1, đổ gọn 2, 3, 4, 5, 6 ngước lòng tay xuống dưới nha sau để xuống nha thụt chỏ ra sau phương thức 1, 2, 3, 4, 5, 6 đầu dâng cái tay này ra kéo cái tay nó của mình lại tay vừa bóp vô cái mắt nhìn cái đầu của mình nhìn vô cái màn hình TV đó đó sắp buông lầm lắm như bên kia hôn lên vô bên kia xong cái tay giật đó tập lại cuộc tập tập trong thuộc cứ làm gì từ từ vậy nó tan hết mỡ và nó tăng cái tốc độ lưu lượng máu này ta muốn tăng cái tốc độ máu được thì không bị huyết áp mà mỡ nó tan luôn vĩnh viễn không bị lại còn chỉ tập ngưng nó bị lại tập cái này là tăng tốc lên luôn rồi vẫn tập bài cũ nhưng mà nó tan lên cái mỡ máu vĩnh viễn không gặp lại mình nữa gọi là bye bye nó luôn tập ngửa hụt đầu vậy nhớ không sửa lại làm lại nha các chị ạ để các chị khỏi quên chuẩn bị có nhiều bài tập để thầy xuống cách thứ nhất là để hai tay úp lên trời bung hai bên hai tay định nhau một tay nóng tay xẻ tức là âm dương đổ người đứng khoảng 6 giây thả từ từ xuống các bạn xong rồi hai tay này khi thả xuống hai tay đang này như thế này xìa xuống giữa cái gối phải thẳng nếu chưa thẳng thì để trên thì chuyển thẳng gối bọc tí lên đeo xuống dưới được công tác thứ nhất để bàn tay ra phía trước vậy năm cái ngón tay kéo ra phía sau cái gọt hơi chuyển này đếm 6 giây động tác thứ nhất động tác thứ hai để trên cực nhà xô hai cái chỏ ra ngót 6 giây thả gọt xô hai bên
6 giây. Rồi móc lên trời, xô lên trời cũng 6 giây. Rồi đè hai cổ chỏ, nó cũng vô đè lên xuống các bạn. 6 giây. Xong chặn tay, chặn bên ngoài cũng vậy. Nhìn cái đầu 6 giây. Bên trái cũng nghiêng cái đầu, chặn cái đầu cũng nắp. Tay thì vô thẳng 6 giây. Xong tục chỏ 6 giây. Mà phải thuộc 6 phút rồi. Sáng sáng hơn. Thục hai chỗ hai bên. Đẩy hai cái chỗ hai bên lỗ hơn. Nằm nhẹ không gặp. Xô, xô cốt tường hai đầu. Rút lòng lòng tay như cầm, cái này chỉ ngước nhẹ như thôi. Nào, để nghiêng cái ngước, mũi thẳng tay nhưng mà ngước lòng lòng tay như cầm. Thả xuống, xong cái này thẳng, đẩy lên luôn. Rồi nâng cái tay lên ngước xuống dưới. Đó, rồi. Rồi, rồi để lại. Xong xong những đè nó chọn xuống. Xong thả lại, chậm. Đọc bữa nay nó là nó tăng tốc độ máu lên.